Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình tin tức của Sài Gòn TV và sau đây là những bản tin cuối. Vụ cô gái Colorado gốc Việt chết do nâng ngực, bác sĩ thoát tội giết người. Một bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ ở Colorado vào ngày 15 tháng 6 thoát được tội nặng nhất mà ông bị truy tố trong vụ nâng ngực làm chết cô gái gốc Việt nhưng bị kết tội nhẹ hơn, theo nhật báo Canon City Daily Record. Cô Emmeline Nguyễn, cư dân của Thornton, đi bác sĩ Jeffrey Kim để giải phẫu nâng ngực vào hồi tháng 8 năm 2019, vào năm 18 tuổi và vừa tốt nghiệp trung học nhưng bị ngừng tim sau khi gây mê, bị hôn mê rồi qua đời 14 tháng sau đó vào tháng 10 của năm 2020. Phía công tố cho rằng là ông Kim làm cô Emeline thiệt mạng vì không gọi điện thoại cấp cứu suốt 5 tiếng sau khi cô bị ngừng tim, bất chấp cô cần được cấp cứu ở bệnh viện vì bệnh viện có đầy đủ thiết bị hơn trung tâm giải phẫu của bác sĩ này. Luật sư bác sĩ Kim biện hộ rằng là cô Emmeline thiệt mạng thực ra do y tá gây mê là ông Rex Meeker. Họ cho hay là trước khi giải phẫu ông Meeker cho cô Emmeline uống hỗn hợp thuốc nguy hiểm và fentanyl quá liều khiến cho cô bị ngừng tim. Sau phiên tòa kéo dài một tuần thì bộ thẩm đoàn đã kết luận là bác sĩ Geoffrey Kim không phạm tội làm chết người do cậu thả liên quan tới cái chết của cô Emmeline Nguyễn, 19 tuổi, nhưng kết luận hai tội nhẹ hơn, gồm ngộ sát và cản trở gọi điện thoại cấp cứu. Tội ngộ sát là tội đại hình Class 5 ở Colorado và mang bản án từ 1 cho đến 3 năm tù. Tội cản trở gọi điện thoại cấp cứu là tội tiểu hình. Ông Kim sẽ bị kết án vào ngày 8 tháng 9. Ban đầu thì ông Miker cũng bị truy tố hình sự trong vụ này, nhưng phía công tố đã xóa cáo trạng vào hồi tháng 9 năm ngoái. Cô Emmeline là người khỏe mạnh và luôn muốn có vóc dáng đẹp. Bà Lynn Pham là mẹ của cô nói với đài CBS4 vào năm 2019. Cô Emmeline đã để dành được số tiền là 6.000 Mỹ Kim để giải phẫu nâng ngực sau khi nghe nhiều bạn bè và người thân trong gia đình cũng giải phẫu nâng ngực đã bắt được nghi can sầm sỡ phụ nữ giữa đường ở Irvine. Cảnh sát địa phương loan báo, một thanh niên bị bắt vào sáng hôm qua vì bị nghi tấn công tình dục một phụ nữ đang băng qua đường ở Irvine vào cuối tuần trước. Nghi can tên Brandon Deerhall, 23 tuổi, cư dân của Beaumont, bị bắt ở Laguna Hills liên quan tới vụ tấn công ở trong khu vực Scholarship và Graduate ngay gần phía bắc của Đại học UC -Vai vào hôm thứ Bảy. Sở Cảnh sát của Irvine cho hay ở trên Facebook, Nghi can này bị giam với các buộc tấn công tình dục và giữ người trái phép. Nghi can này hiện nay đang vô gia cư, sống cùng với người bạn ở Laguna Hills, theo như đài KCLA số 9 đưa tin. Theo video từ camera an ninh được Sở Cảnh sát Irvine công bố, nạn nhân đang băng qua đường thì đã bị nghi can này từ phía sau chạy tới ôm chầm lấy và sửa soạn. Cảnh sát cũng tìm thấy chiếc Sentra này khi bắt giữ nghi can Diệp Vâng thưa quý vị và sau đây là bản tin cuối, hai cư dân của Orange County thiệt mạng trong phòng khách sạn Mexico. Hai cư dân Orange County, California được tìm thấy thiệt mạng trong phòng khách sạn sang trọng ở Mexico. Cảnh sát của địa phương đã cho đài ABC News hay và đã đưa tin vào hôm thứ năm ngày 15 tháng 6. Khoảng 9 giờ tối ngày thứ ba khi tới khách sạn Rancho Pescadero trong ngôi làng El Pescadero tiểu bang Baja California Sur, cảnh sát và nhân viên cấp cứu đã thấy một người đàn ông và một người phụ nữ thiệt mạng. Hai nạn nhân được nhận diện là ông John Heathco, 41 tuổi, và cô Abby Lutz, 28 tuổi. Cả hai là cư dân của Newport Beach, văn phòng Bộ trưởng Tư pháp Baja California Sur đã loan báo. Theo đài KTOA, thì ông Heathco là chủ cơ sở thương mại ở Newport Beach, còn Collette là bạn gái của ông. Hai người này chết do ngộ độc chất gì đó, chưa biết. Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang đã ra thông báo cho hay, khi được tìm thấy thì hai người này đã chết vào khoảng 10 đến 11 tiếng và không có dấu hiệu bạo lực nào trên thi thể. Chúng tôi có thể xác nhận là hai công dân Hoa Kỳ thiệt mạng ở Baja California Sur, Mexico vào ngày 14 tháng 6. Chúng tôi thành thật chia buồn với gia đình. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã cho biết như trên. Chúng tôi đang theo dõi sát sao chính quyền địa phương điều tra nguyên nhân họ chết. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ về lãnh sự. Để tôn trọng quyền riêng tư của cả hai gia đình, chúng tôi không cung cấp thông tin nào khác vào lúc này. Vào tháng 10 năm ngoái, thì ba người Hoa Kỳ đã thiệt mạng trong nhà trọ Airbnb ở thủ đô Mexico City do ngộ độc khí carbon monoxide. Vâng, kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình tin tức của Sài Gòn TV. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Kính chúc quý vị một ngày mới bình an. Xin trân trọng kính chào.